Ủa bạn như hả? Dạ. Học trên đây hả? Dạ. À. Kệ em không nói vậy. Lâu lên sớm hả? Sớm. 10 giờ đúng luôn á, 10 giờ tới á. Hên là nó ra ấy liền á, rồi mới nó ra sớm á, chứ mấy đại chết luôn á. Trời ơi. Nó bự kệ con hai kìa, thua con hai chưa? Đi tấn ra cho người ta đi giờ xe không có cho vô đây, nó đẩy vô mãi á. Mười mấy chỗ nó đâu có cho vô đâu. Chạy tới bỏ lên đầu đi liền cũng được hả? Không, ai biết ông Hải nó không cho mười mấy chỗ vô á. Vậy vậy đẩy ra rồi. Kìa chị Hai Như kìa, đúng là chị Hai Như đi. Ai vậy? Rồi chị Hai cho cái này luôn á.